Tường Vân và Quốc Phượng. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng Must Hair, viên uống, mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Em mới bảo là em không biết gì kìa. Em lôi cái đầu xuống em cũng hung khí thế luôn. Mất tiêu nụ hôn đầu đời của em luôn á. Ồ em ghét kinh khủng luôn á. Bây giờ thì chắc có lẽ không làm phiền quý vị phải đợi lâu. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng nhau đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin hân hạnh chào hai vợ chồng. Dạ. Không biết là hai vợ chồng là quê ở đâu ạ? Dạ, em ở Thanh Hóa. Dạ, còn em thì Sóc Trăng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh. Trời ơi, ba nơi luôn hả? Dạ. Nhưng mà hiện tại thì hai vợ chồng ở đâu? Dạ, hai vợ chồng đang ở Sài Gòn. Rồi, xin mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em là Vũ Mạnh Linh, năm nay 30 tuổi ạ. Công việc của em là công việc của em là tài xế. Rồi, còn em? Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thị Thúy An, em 28 tuổi, hiện em đang làm lập trình và phát triển phần mềm. Wow, dữ à nghe. Dạ. Hồi nãy nói là em là vừa Thành phố Hồ Chí Minh nè, vừa Cần Thơ hả? Dạ, ở có Sóc cả Trăng. Huế nữa. Huế nữa. Tức là sao? Nội là ở Huế chị. Còn em sinh ở Sóc Trăng, tới 6 tuổi thì là thời gian đó là ở Cần Thơ. Sau đó lớp 2 trở lên là em lên Sài Gòn sống. Dạ. Thế thì cái mối lương duyên nào mà khiến cho hai bạn gặp nhau? Tụi em quen nhau năm đó là em đang học năm cuối của Đại học Tôn Đức Thắng. Vợ em là năm 2 đại học mở. Năm đó là năm đầu tiên em ở lại Sài Gòn ăn Tết á. Thì lớp trưởng thấy em mới bảo em nha, là hôm nay tới nhà tao chơi ăn bữa cơm. Vợ em là ở gần nhà bạn lớp trưởng của em luôn. Thì lớp trưởng của em thì cũng mời vợ em qua ăn. Tàn cái cuộc ăn đó thì mọi người mới rủ nhau đi hát karaoke. Lúc đầu nhìn vợ thì nhỏ lắm, không có ấn tượng gì, nó cũng bình thường thôi. Mà lớp trưởng á là cô vợ em. Dạ, còn bạn lớp trưởng là gán cho em là một người cháu của lớp trưởng. Là bắt em chở cái cô cháu đó đi. Bảo mày cu con cháu tao đi, xinh gái lắm, tướng to con đẹp. Nói vậy thì em bảo ok, được rồi, để tao chở cháu ông. Thì đi hát karaoke thì em mới thấy vợ hát hay. Rồi cứ để ý, hát karaoke xong thì đi về. Thì cái thời tiết Tết thì nó hơi có xe lạnh. Thì thấy bạn này lạnh quá, em mới cởi áo ra, cho em mượn chiếc áo nè. Thì cái cô ngồi đằng sau cô cháu của lớp trưởng, ủa tại sao em lạnh vậy mà anh không đưa áo cho em? Bảo anh có một cái, giờ cởi cái nữa chắc là anh lạnh rồi chết luôn. Về em mới xin số điện thoại, nhắn tin qua lại. Mà cái lúc đó thì em có ấn tượng chút xíu nào về anh này không? Dạ không, áo đó đưa rồi trả lại mà, chứ đâu có lấy luôn đâu. Về nhà em đòi lại luôn. Nhưng mà cái bạn lớp trưởng đó thì sau khi biết cái tình cảm của em vậy là... Không, bạn lớp trưởng còn không nói gì luôn. Bạn lớp trưởng cũng là me thôi, nhưng mà bạn lớp trưởng không dám nói. Thì về hôm đó em xin số điện thoại, em nhắn tin, mình đi chơi đi. Rồi em mới đi vòng vòng, rồi em chở lên công viên chỗ gần nhà thờ Đức Bà á. Rồi em mới nhìn xung quanh ai người ta cũng hôn nhau, mà có mỗi cặp em là ngồi in trên cái in xe vậy á. Em mới bảo là em nhìn cái gì kìa. Rồi em lôi cái đầu xuống, em cũng hôn khí thế luôn. Dạ. Trời ơi, khoan. Nhưng mà lôi, trời ơi, trong tình cảm mà ông nói là lôi cái đầu xuống hùng khí thế luôn. Lúc đó em sao? Em đứng hình luôn, em ghét chết rồi. Chắc em gặp con dê rồi. Rồi em sợ dữ lắm luôn kìa. Mất tiêu nụ hôn đầu đời của em luôn á. Ồ em ghét đó, kinh khủng luôn á. Mà lúc đó tướng em nhỏ lắm. Nhưng mà hôn trúng đầu không? Hôn mỏ anh. Hôn mỏ. Rồi có về kể cho ba mẹ nghe không? Dạ không. Dạ, em sợ lắm, đó. Em đâu có dám. Mà đi về liền đúng không? Dạ đúng rồi. Em có phản ứng là gì không? Không, lúc đó em nhỏ xíu à. Em sợ quánh không lại ông này. Sợ, muốn tát cho một cái vậy đó, nhưng mà sợ lắm, không dám. Nhưng mà đứng hình xong rồi ổng tự nhiên xúc về luôn. Ảnh nói thôi kỳ quá, em mắc cỡ quá, thôi đi về. Cái sao hai đứa chạy đi về. Tự nhiên hôn ra xong ông mắc cỡ không đi về luôn. Tại vì em thấy không có một cái tí cảm xúc gì nghe. Thấy mấy cái cặp kia người ta hung rồi, ôm đầu rồi khóc bay. Mà nó giống cảm giác như là mình coi trong phim này mình thích lắm. Lần này hung gì, bạn gái mình biến tư rồi ra đó vậy. Em bảo thôi đi về đi, đứng kỳ nữa có khi bị uốn lộn. Nhưng mà trước bạn này là em có hung bạn nào chưa? Dạ chưa luôn. À, đúng là luôn. Dạ, em cũng rồi. À, hai đứa tự cướp cái hôn đầu đời của dạ. Nhau đúng không? Nhưng mà đem xe chở về nhà, đúng không?
Rồi có nói với nhau tiếng nào nữa không? Có, em nói đồ dê sờm, đồ dê già, đồ thấy ghét, đồ khó ưa. Nói sao? Không, nói vậy thì không sao. Rồi kéo kéo tay em cầm, nói là anh xin lỗi đồ. Nhưng mà em rút tay lại, em ghét quá mà. Thế là em im luôn, tới lúc về nhà. Về, ừ, về nhà mà em mở điện thoại, bạn này nhắn cho em một lúc là 10 cái tin nhắn luôn. Điện thoại em cứ kêu mít luôn. Em đọc anh tại sao làm vậy, dê sồm dê già gì, người ta sẽ cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi vân 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 luôn. Em bây giờ xong cái khúc sau nó mới ly kỳ nữa, để mà em kể đi. Đâu khúc sau sao? Rồi em mình mướn giống như giang hồ nữa luôn. Dạ, tức là sau cái buổi đó rồi á là em mới tám lại cái câu chuyện là bị cướp hôn với đám bạn. Thế xong rồi trong đó có một bạn á, là bạn nó nói thôi mày gặp cái ông đó vậy á, nhiều khi ổng còn ghê hơn nữa, thôi để tao giả bộ làm bạn trai mày nha, rồi mày hẹn ông đó ra công viên đi, tao với mày tung tăng đi dạo, nói là tao là bạn trai của mày. Cái không biết lúc đó sao lại nghĩ chịu mới ghê chứ. Cũng hẹn ra công viên, em với bạn em thấy ông này chạy tới rồi, cái hai đứa cầm tay nhau tung tăng tung tăng. Nhà giới thiệu đây là bạn gái em, thì em mới bảo là cho mình mượn bạn gái bạn mấy phút đồng hồ thôi. Rồi do em chỉ nói mà bạn trai em mà thì em cứ quen bình thường không có sao, nhưng mà anh không có bỏ cuộc đâu. Đó để em quay xe đi về luôn. Tối hôm đó em về tắm rửa sớm lắm, qua nhà tiếp rồi giết cho cưa đổ ông bà vậy? Vợ với cậu trước, vợ chưa đổ lúc nào luôn. Mà em thì có cái là em đã tấn công ngay, để em tấn công tới cùng luôn. Đó. Còn... Rồi yêu nhau được bao lâu? Tụi em yêu nhau được 9 năm. 9 năm yêu nhau tới luôn? Tới lúc cưới là 8 năm 10 tháng đó chị. Ừ, rồi trong quá trình đó là ai ghen ai? Ông này làm cho em ghen. Ghen là ghen sao? Dạ, cái lúc mà quen được hơn 1 năm mấy rồi á, thì hôm đó hai vợ chồng mới tầm 6 giờ mấy đi chơi. Tới lúc 9 giờ về, cái xong thấy có một bạn gái đang nói chuyện với mẹ em á. Thế xong rồi bạn kia chào an rồi đàng hoàng mà em không biết bạn đó là ai hết trơn á. Thế xong ông này nhìn mặt bạn kia xong tự nhiên hơi sượng sượng một chút. Cái xong rồi dắt xe đi về, cái bạn kia đi về luôn. Cái em vô nhà mẹ em mới nói với em chứ, ủa An, con có biết bé hồi nãy là ai không? Nó dạ không, con chưa gặp lần nào hết trơn á. Cái mẹ mới nói, trời cái bạn đó đó hả, nó nói là bồ của thằng Linh đó con. Ủa em mắt chữ A mồm chữ A không hiểu gì hết. Ủa dạ sao mẹ biết vậy? Cái mẹ nói trời cái bạn đó nói, mà mẹ nói hả cái bạn đó đó đi khắp xóm mình hỏi nhà mình á, là bạn đó nói là bạn đó là vợ anh Linh không luôn á. Rồi em nghe xem xét đánh đùng 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 đùng, mà thấy cái thái độ của anh này lúc mà vừa đi về mà gặp mặt bạn đó cũng lắm la lắm lét đó anh. Em cũng nghi rồi, không có lửa làm sao có khói được đúng không? Đúng rồi. Cái là em mới ngồi em hỏi mẹ em chứ vậy bạn đó nói cái gì vậy mẹ? Mẹ nói là cái bạn đó nói là bồn Linh quen cũng lâu rồi. Mẹ nói chớ rồi coi chừng con bị dụ ở nhà. Cái là em mới nhắn tin em hỏi ông này. Xong rồi hồi mãi sau tới khuya mới nhắn lại cho em là để mai anh qua anh giải thích. Rồi giải thích thì sao? Là lúc đó em đang làm bên quảng cáo. Thì ông sếp cũng bảo thôi ở lại công ty đi, đỡ tốn tiền thuê nhà trọ gì. Thì ngày mà lúc đó là em cái tranh thủ em làm, một mình em làm. Thì cái bạn nó ở hàng xóm, ba mẹ bạn ấy thấy ủa sao cái thằng này mọi người về hết mà nó cứ lĩnh kỉnh nó làm một mình vậy. Thì nó làm bảo em qua ăn cơm. Em bảo trời, hàng xóm mời qua ăn cơm mà ngu gì hôm qua đỡ tốn 15 ngàn để qua ăn cơm. Qua ăn cơm thì mục đích của ba mẹ nó cũng thấy em vậy, cứ làm vậy á. Viết thấy bạn nhà tao có đứa con gái á, mày cuồng. Em cũng nói thẳng mà con có bạn gái rồi. Nhưng mà không ngờ bạn nó là để ý em lâu rồi mà không dám nói. Rồi tự nhiên đi theo dõi qua nhà vợ em hỏi khắp xóm mà là em là chồng mà. Em trời ơi. Dinh chăm thì nhiên đi bảo đi là chồng thì chết luôn. Hết hồn nghe còn hồi hộp theo ổng luôn á. Ủa nhưng mà bây giờ cái vụ đó là giải quyết rồi xong hết chưa? Tức là chiều hôm đó cũng có rủ bạn đó ra để ba đứa gặp nhau rồi nói chuyện được làm bạn. Còn không thì thôi, nói chung là nói cho rõ ràng á. Thì cái bạn đó thỏng ra rồi, bạn đó cũng có nói xin lỗi em này nọ đồ là như vậy. Có nghĩa là giải quyết được. Dạ. Vụ thứ nhất luôn. Dạ. Còn vụ thứ hai sao? Dạ, vụ thứ hai là sát ngày cưới á. Hôm đó sau khi tắm rửa xong em vừa mới ra, cái tự nhiên em lại cầm điện thoại lên, cái xong bạn đó nhắn tin qua. Bạn nào? Bạn gái của đây nè. Có nghĩa là chồng em lúc đó là say nắng một người khác. Dạ đúng rồi chị. Bạn đó nhắn tin qua cho em, chào chị. Thấy vậy cái em mới trả lời lại, chào em. Cái xong bạn đó nói là chị có biết em là ai không?
chị không biết em là ai hết, có gì không nghe. Cái bạn đó mới nói chị không biết thiệt hả? Em là bạn gái của anh Linh nè chị. Trời ơi. Trời, nghe tức kinh khủng luôn. Mà sát ngày cuối là em đã đi chọn studio này nọ rồi, rồi chuẩn bị nhà hàng đồ hết luôn rồi anh. Kiểu sốc ơi là sốc luôn. Cô đó là ai Linh? Dạ em thì em thích cái quán cà phê em ngồi lắm. Thì cô ấy thấy bữa sao mà cái anh này sao cứ ngồi vậy. Giờ là phải xin số này là cũng nhắn tin qua lại. Giờ xin Facebook, Zalo rồi đó. Thì mà cái tính em thì em rất chi là ga lăng mà mấy cái chuyện đó. Ừ. Thì về rồi cũng nhắn tin qua lại vậy. Thì vô tình là một hôm thì cái bạn nó bị sốt. Nhắn tin là nhờ mua thuốc, em cũng đi mua thuốc mua cháo vậy. Thì rồi và nó tấn công em dữ quá, tấn công mình thấy em nhiệt tình đến mức độ vậy mà. Thật ra là em là không có gì với cô đó đúng không? Chưa có gì hết á, mà tự nhiên chị ấy cái tấn công mạnh quá vậy á. Sao em cứ bị hầm á? Dạ. Rồi nhắn tin cho vợ em vậy. Rồi cuối cùng giải quyết sao em? Khi mà bạn đó nói với em như vậy đó, rồi em có hỏi bạn đó là có gì với nhau chưa? Xong bạn đó nói là tất nhiên là có chứ chị, trai gái với nhau mà. Trời ơi. Giận sôi máu. Còn nhưng mà tiếng của đó không? Dạ không, em cũng nhắn tin nói chuyện bình thản với bạn đó. Cái xong rồi bạn đó nói với em là sao mà chị dễ thương quá vậy, nếu gặp người bình thường á là người ta chửi em con này con kia rồi á, mà sao chị nói chuyện chát chít với em, rồi em rủ chị đi cà phê rồi chị cũng chịu này nọ đồ nữa. Cái bạn đó nói thôi chúc anh chị hạnh phúc, nhưng mà em cũng đâu có tha cho ông này được, tại vì chuyện nó tới mức như vậy rồi quá mà. Rồi dạ. Một cái chi tiết mà hả may á là em biết được á là em mới tha cho chồng em, là hôm đó sinh nhật chồng, cái bạn đó cũng có nhắn tin là chúc chồng sinh nhật vui vẻ hạnh phúc ba la ba la gì đó. Xong rồi chồng em chở em về nhà, cái lúc mà đang ở nhà em á thì tin nhắn của chồng tới, mở ra đọc á là hả kêu là tới nhà bạn đó đi á. Cái xong chồng ngồi ở nhà em tám, cái lúc mà chồng đang còn ở nhà em á là em nhận được tin nhắn là kêu chồng của chị đừng có đứng ở dưới cửa chờ em nữa, em không có xuống đâu. Em nói ý kỳ anh nha, vậy là bạn nó xạo rồi, thành ra là cũng nhờ như vậy mà em cũng tha cho chồng em. Tức là chồng em là cho tới lúc đó là vẫn còn là trai tân đúng không? Em nói là em đâu có làm gì đâu. Dạ, trong sáng mà đúng không? Dạ. Có nghĩa là tụi em quen nhau 8 năm 10 tháng. Tức dạ là... Không tụi, dạ, tụi em sáng, tại sáng. Vì ba vợ em rất khó. Mọi người thấy đó, sợ lắm gì mà có cái gì xảy ra cái là đó, chết luôn. Hai vợ chồng rất là trong sáng. Dạ là suốt ba một khoảng thời gian dài nha. Dạ là ba xử đẹp luôn đấy nên em đâu dám. Tức là không, em không dám với vợ em hay là em có dám với cô nào khác chứ? Dạ không luôn, vợ em biết mà, vợ em có biết luôn. Thì tức là em không dám với tất cả đúng không? Dạ thì hôm đêm tân hôn thì em xỉn mà đến nỗi em đi vào gầm giường em cứ bò rồi này em kiếm cho em nằm xuống gầm giường luôn. Trời nó lạnh quá thì vợ em mới đỡ em lên giường. Thì coi như cái đó hôm đó là chưa có đêm tân hôn. Rồi ngày mai luôn tắm rửa cũng sạch sẽ, xịt dầu thơm khí. Mấy bà chị còn làm trong cái phòng bóng bay rồi nến rồi lãng mạn lắm. Rồi vô thì hụt máy sao không được. Kiểu gì? Dạ nó không có. Thì hụt máy sao không được, để im cho người ta kể. Đó là thì hụt quá. Ông này nhào lên giường người ta luôn à? Phải, tại thấy bong bóng á. Rồi sao? Là cũng làm như trong phim vậy đó, cũng ôm hôn rồi các thứ để tạo cảm giác không khí rồi. Em thôi em kể đi. Dạ, không có kinh nghiệm đó anh. Cái xong rồi chồng em hồi hộp mãi, xong chồng hỏi sao kỳ vậy, sao nó không vô. Em đâu biết đâu. Cái xong mệt quá đi ngủ. Đi ngủ. Là vẫn chưa có đêm tân hôn đúng không? Và lúc đó em mới tin rằng là anh này là còn zin thật sự. Dạ đúng rồi. Lúc đó em cũng nghĩ là chắc chưa có gì với bạn kia đâu, mà bạn nó nói gạt em vậy thôi. Bây giờ hai chồng là có còn ngờ nghịch nữa không? Dạ không. Thì cũng được mấy ngày ở ngoài quê thôi là có phòng riêng. Thì khi mà vào Sài Gòn á thì lúc đấy em đang còn ở nhà trọ. Thì cái nhà trọ của em thì cũng nhỏ thôi, ba mẹ thì ở dưới. Cái gác trên là có em với vợ với cậu nằm bên cạnh. Hai vợ chồng là coi như một tháng được không có mình ăn được cái gì luôn. Vợ với bảo anh hay mình đi ra thuê khách sạn đi. Mà em thì bảo thôi để từ từ đi, rồi có gì rồi để xong nhà đi rồi về đó cho thoải mái, rồi em thích làm gì em làm. Bây giờ ra đó tốn mất trăm mấy hai trăm thì tiếc quá. Thì thật ra thời điểm đó là cả nhà đang dồn tiền để xây nhà. Thành ra là tiết kiệm tối đa luôn, không đi đâu hết. Không đi đâu nhưng mà cũng nhịn luôn hay là lén lén? Nhịn luôn.
Vô nhớ. Bữa là cũng nhớ lắm, nhớ lắm mà mẹ cậu mà ngủ, mà cậu ngủ ngáy dữ lắm, ngáy rồi cũng lén lén á, cũng cái khi nào cậu nó cựa cái là in, đứng in. Trời ơi, trời đứng rồi trời. Dạ rồi khi nào bắt đầu cậu nó ngáy tiếp lại. bắt đầu tiếp rồi sao chỉ một tháng không như đừng cái trời. Nhưng mà cái gác đó là gác gì? Dạ cái gác gỗ mà nó kêu nó teo mà nó kêu mà mỗi lần ấy là còn kẹp mà có mọt nữa, nó bụi xuống rồi ba mẹ không biết, mà được cái ba mẹ cũng tâm lý, ba mẹ hiểu nên ba mẹ cứ bảo kệ cứ thoải mái đi, mà cậu nằm bên cạnh sao thoải mái. Xin lỗi, con nói cho cậu xuống ngủ với ba mẹ. Dạ, tại nó chật lắm chị, không có đủ ba mẹ nằm để mấy chiếc xe là hết rồi. Ồ vậy hả, cậu cũng dở ha, cậu không tâm lý dạ, gì chứ cậu em nó hiền quen cũng chẳng biết gì. Nhiều khi cho tiền uống cà phê mà còn nữa thôi em ở nhà. Thôi em ở nhà. Cái gì sợ chị em hiếp. Dạ. Rồi bao lâu thì mới có đầu có nhà riêng? Mới xây xong cách đây 1 tháng anh. Là xây gác gỗ hả gác? Dạ không, đổ tấm đàng hoàng rồi. Bây giờ là thoải mái rồi đúng không? Thoải mái chưa? Dạ thoải mái. Bây giờ thì khác rồi. Rồi lúc đó là chồng lúc đó có bung lụa không? Trời bung bữa đầu về khí thế lắm chị. Đâu rồi. Vui quá. Bây giờ mình qua luôn cái chi tiết kể xấu về nhau nha. Dạ. Tại vì mới quá mà đúng không? Dạ. Cái này nó quá nhiều câu chuyện dễ thương nãy giờ rồi. Dạ. Tôi khoái nhất là vụ bung lụa đó. Thực ra giờ cái cuộc sống của tụi em giờ đang rất là vui đúng không? Dạ vui. Vui vì về cái nhà mới á, cái dạ. không khí cũng nó thay đổi hẳn dạ, luôn rồi. Dạ. Đó, bởi vậy cho nên là thôi cứ hưởng thụ đi đúng không? Cứ dạ. hưởng thụ cái cuộc sống đó khoảng chừng mấy tháng nữa đi. Dạ. Cũng cứ bung lụa y xì vậy đi. Rồi thế nào cũng có em bé. Bây giờ dạ. anh Thuận mạnh chúc một cái là dính liền nè. Trời ơi, tôi chúc một cái là dính liền luôn. Dạ. Em cũng mong vậy á. Phải không? Dạ. Có thiệt không? Dạ. Rồi thôi, anh Thuận xin chúc hai vợ chồng sẽ mau sớm hòa hợp, bung lụa đều đều và sẽ mau chóng có một thiên thần bé nhỏ dạ. sẽ đến với hai bạn trong năm 2018. Dạ. Rồi đôi khi hôn nhau ở trường thì bị giáo viên phát hiện. Thấy anh này cũng rất là thương em nên em rất là tin tưởng. Đi học thì bạn bè em cũng có bắt gặp anh này chở cô bạn cùng lớp.